Quý vị chúng ta đã theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chắc hẳn những người mới sẽ cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu xem thị trường ngoại hối được dịch chuyển như thế nào. Liệu có phải các ngân hàng lớn đang kiểm soát thị trường hay không? Nếu quan sát cẩn thận thì dường như đằng sau những dịch chuyển của thị trường đều có lý do riêng của nó. Nếu nhìn lại biểu đồ trong quá khứ thì có vẻ đơn giản, bởi vì bạn có thể giải thích các hành động giá đỉnh đáy. Tuy nhiên, chúng ta không làm được điều đó ở hiện tại. Tại sao lại như vậy? Vậy ai đang di chuyển thị trường? Bạn sẽ nhanh chóng tìm được câu trả lời, đó là các ngân hàng lớn, các tổ chức lớn đang di chuyển thị trường. Nhưng họ di chuyển như thế nào? Biết được điều này có giúp ích gì cho trader chúng ta hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu về top 10 ngân hàng chiếm thị phần lớn trong thị trường Forex. Theo số liệu tổng hợp năm 2009, 5 ngân hàng lớn trên thế giới chiếm 61,5% thị phần của thị trường ngoại hối và 10 ngân hàng lớn đã chiếm 80% thị phần. Điều này chứng tỏ họ đủ khả năng để thao túng thị trường. 10 ngân hàng lớn trên thị trường bao gồm Ngân hàng quốc tế Citibank, JP Morgan Chase, UBS Group AG, JLT Bank, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, HTS, STX Markets, Morgan Stanley. Mặc dù cũng có những ngân hàng bị cảnh báo hoặc bị phạt vì gian lận trên thị trường tài chính, nhưng qua một thời gian thì điều này cũng nhanh chóng bị lãng quên và ít khi bị đề cập đến trên các phương tiện truyền thông chính thống. Do có sự hiện diện của các ngân hàng lớn trên thị trường ngoại hối, họ có thể định hướng thị trường trong ngắn hạn và các hoạt động giao dịch của họ không thay đổi theo thời gian. Nói cách khác là nó được lặp lại và thể hiện qua biểu đồ giá. Bởi vì họ giao dịch với số tiền quá lớn, nên trước tiên họ cần phải tích lũy một vị thế trước khi cho phép giá di chuyển, và nó có thời gian nhất định cho phép trader chúng ta có thể tìm ra được những thời điểm để giao dịch cùng hướng với họ. Thị trường ngoại hối hoạt động với sự mở cửa luân phiên giữa các phiên giao dịch. Chúng thường có động thái riêng, nhưng thông thường hai phiên Âu và phiên Mỹ sẽ có động thái di chuyển giá lớn hơn, bởi vì hai phiên giao dịch này có thanh khoản cao và biến động mạnh hơn. Các ngân hàng lớn có chiến lược giao dịch rõ ràng và đa phần đều tập trung ở những vùng có thanh khoản lớn để từ từ có thể tích lũy vị thế của họ. Nói một cách tóm tắt, các ngân hàng lớn có khả năng di chuyển thị trường và hành động này lặp đi lặp lại. Điều này được thể hiện qua các mô hình trên biểu đồ, bằng cách nắm được cách thức họ thao túng giá hoặc nghiên cứu các mô hình này. Các trader có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường bằng cách đi cùng hướng với họ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.